Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã có buổi hội đàm với ngài Baek Eun-kyu, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch thương mại năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018 vừa qua và khẳng định đây chính là kết quả của sự hợp tác thực chất giữa hai bộ qua việc triển khai có hiệu quả những chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo hai nước trong thời gian qua. Hai bên đã thảo luận cởi mở trên tinh thần tương trợ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, những giải pháp căn cơ nhằm duy trì hoạt động hợp tác kinh tế thương mại hiện tại và để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 theo hướng cân bằng hơn, đúng với định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra. Hai bộ trưởng cùng thống nhất hai bên cần hợp tác chặt chẽ, xây dựng chương trình hành động chung trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng, xây dựng và triển khai chính sách và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển. Sau cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký kết 5 văn kiện, chứng kiến việc ký kết một văn kiện cấp thứ trưởng, hai văn kiện cấp cục vụ chức năng của hai bộ và 10 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.